đầu. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Vừa đấy, vừa qua cái vạch tinh 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 ấy, mình top luôn. Mẹ 5 điểm. Ui dù. Trần ơi, quá chuẩn luôn. Chuẩn thì chuẩn rồi, nhưng mà phanh cướm. Con phanh này anh thế đấy, con xe can xe. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Ok, đẹp rồi. Ok rồi. Ngon. Ok. Ừ, ngon đấy nhỉ, 100 điểm luôn này. Chỗ này thường thường nó hay bị tự ấy, rồi, tự mất điểm. Trừ 15 điểm. Nhà nhà ấy ra tí nhà. Cứ để giữ giữ nguyên đấy. Giữ nguyên cả. Ok. Con này phải chiếc cao gì đó. Con này phải thế. Bài thi tiếp theo. Bỏ ra ra xong nó quá 20 ấy này, đi từ từ. Sao đâu, cứ đi. Đánh lái tốt thì đi đôi đường này, còn đánh lái ấy thì rộng ra một chút là ok. Anh là thầy luôn à? Anh là học viên, anh là biết rồi, anh là sao ấy. Anh không phải thầy, anh là học viên, chắc chắn rồi. Anh xoay lại để anh xem đi nào à? Không. Mình thi đấu nổi. Chưa đúng rồi, anh lên xem gì? Ở đây bắn đánh kia, đánh kia, không quá rồi, nữa ra. Ok, vào tí nữa. Bánh xe đè vạch. Sao cái lỗi ngớ ngẩn đấy nhỉ? Đè vạch lần nữa rồi. Không đánh, không sao, không sao. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Tự tin lên không sao. Đi từ từ thì mấy có 5 điểm thôi. Đi từ từ tớ hướng dẫn thêm cho chạy, nhưng mà chạy nhanh quá đánh mạnh quá. Thật sự em rất tự tin là thực hành, nhưng mà đầu tiên em bị trượt phát vào bài lên dốc, em thấy sốc luôn. Bài lên dốc là bài dễ đứt lắm. Tại vì em chưa bao giờ bị trượt cái bài đấy, lần nào phát lên ăn ngay. Rồi dừng. Ôi dồi ôi. Con phanh này ăn lắm anh ạ. Không phải tại bọn em đâu. Thật mà, phanh này đặt nhẽ phát ăn. Ăn luôn. Anh thi đâu chưa? Con 09 này phải... Đâu rồi. Mình phải nhớ con thôi. Con 09 này côn hơi ấy. Xe số 6 bắt đầu thi. Rồi, ok thì... Côn xe này rất là củ chuối. Cùn hơi sâu. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Mình dẹp đây luôn này. Theo cái mũi tên B1. Nhá đây. Bấm đừng nhá, từ từ thôi, bạn bấm đừng ở phía bên đây. Em đang đi. Để sang bên đây. Sao thế? Sang bên phải đó, bấm đừng đó. Sang bên đây. Bạn bấm đừng mà. Sao ấy? Cứ bấm đừng đi chậm chậm thôi. Rồi, đánh một nửa tiếp, đánh nửa tiếp. Từ từ đánh thôi, đánh nửa tiếp. Hết. Ok. Rồi bây giờ bạn nhả đây, nhả nữa, đánh nửa hết, một nửa nữa. Nửa nữa. Ok, ngon anh rồi. Đi đi thôi. Chạy thẳng nè. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi, xem chiếc vịt vàng. Dừng dừng dừng. Em thế rồi, không phải từ. Nhưng mà bắt vành. Không, anh hết máy. Ôi giời. Đọc côn nữa. Ê ơi, thật sự là cái côn này nó rất là kinh khủng ấy. Nói sao mà đi để cả nó. Đi từ từ đâu đúng. Ơ. Thôi thôi, đèn đỏ đây. Đèn đỏ là kẻ nó đi, từ từ. Không sao. Không sao. Ta vẫn còn 90 điểm nhá.
nhiên đi xe lên dốc 100 điểm xuống này. Không sao. Chết khớ. Chúng ta là thực hành mà. Tiếp đi đó. Vào thi chính thì phải... vào thi chính thì nó sẽ tâm lý hơn một chút đó. Tâm lý hơn. Tâm lý khá nhiều hơn. Đặc biệt là... Vào đây luôn không anh? Đi thẳng em. Đừng đừng đi vào đây. Đi thẳng 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 thẳng. Nơi thẳng 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 thẳng. Đừng vào em gì cả. Vào chỗ kia. Chỗ kia dễ đi hơn hả anh? Ừ. Em đi thẳng. Chỗ cuối cùng ấy hả? Em cứ đi thẳng đấy. Đây bảo... thì đây. Chỗ phải xin nhan không? Không không xin nhan. Em cứ đi. Đi theo đúng đây. Đây. Đó. Rồi quanh ngay. Quanh đó. Chuồng nào nó đi sẽ... thẳng. Chuồng dễ đi hơn hả? Cứ đi thẳng, đi thẳng đi. Ở kia kia nó sẽ có hai cái chuồng. Bên đó chuồng B, 2B này nhưng mà đúng chuồng rồi, nào? Ở đây có một chuồng, ở dưới đây có hai chuồng. Hay là ở dưới chứ? Thường thì tại sao chúng ta lại chọn dưới? Bởi vì là nó nhiều thì đứa mình sẽ không phải chọn. Mình không phải chờ đấy. Tức là trong quá trình thi chẳng hạn thì nó sẽ không phải chờ. Còn lại thường thường thì... Thế nếu chuồng trên nó trống thì tại sao không đi vậy? Đa số mọi người thấy là thì hai chuồng này nó dễ hơn, nó không bị cong hay sao. Thế thấy. Vào luôn chỗ này luôn được. Vào đây luôn đúng không ạ? Được. Chờ cho nó ra đó. Đấy con phanh này rất là kinh khủng nhá. Con này xe phanh có thể. Nếu mà phanh thì kiểu thế thì dùng chân đấy đây. Chân côn. Chân côn. Đừng đánh vào đánh sớm thế. Nữa nữa nữa. Nữa vào đồ đánh thẳng ra. Ok. Ui dồi, ngang vai nhá. Với lại ngang vai với lại là xe đánh hết. Sang bên phải. Năm ở số 5 rồi, từ từ. Thật sự là em kéo cái này nó như kiểu là hành hạ tay em ấy. Rồi. Em đạp hết đạp, côn đạp thì ra. Nó mới nhẹ. Còn chưa đạp côn thì cái này là em mới hơi dư rồi không sao. Em thấy nó hơi rộng, bây giờ phải làm sao vậy? Thưa là anh em. Thế là phải sửa. Ố, em chưa đánh hết rồi. Đáng nhẽ phải đánh từ trước. Anh em không sao đâu. Phải đánh. Rồi, vào trong đây em sửa. Không không sửa đâu, em đẩy bên đây đi. Giờ phải đi thẳng lên đây này. Giờ phải đi thẳng lên với ấy được. Bây giờ em cua ra được không? Được rồi, em đánh cái núi nó đi, đánh xem bên đây là gì, nó đến đâu à? Chưa chạm chân đúng không? Ok, đánh nha. Tiêm tít tít nữa rồi, từ từ. Đánh lên đây đẩy vạch. Dạ, lên lên. Đi lên đi. Đi đi lên phát đánh hết. Đi thẳng lên à? Ừ, đánh lên đi lên. Hết lái bên tay phải, xong đi lên hiểu không? Ừ. Số 1 lên. Nữa đi, nữa đi. Xong sao xong? Nữa nữa. Nữa cứ đánh mạnh nữa, mạnh dạn lên. Xong xong xe đi. Bên này nữa đi, cứ đi nữa đi, bạn này. Xong xong xe rồi. Cứ đi nữa hẳn lên, cứ hẳn lên, không phải xong xong. Ok, xong rồi, được rồi, tốt. Đừng đừng. Rồi, đánh thẳng lái. Lùi. Rồi, tốt lại. Đánh. Rồi, đánh lái sang bên kia. Đâu anh, bên đây, bên đây, bên đây, đấy, đấy. Nhanh nhanh, hết thời gian rồi. Nữa đi nữa. Okay. Ôi đánh, đánh đánh lái thẳng. Lùi đi. Chả lái thẳng. Ra mà. Cắn sai thì nó sẽ giảm đi. Từ từ anh nhá, từ. Ok đánh đánh, đánh hết đi. Bánh xe đè vành. Ủa sao đè lắm đấy. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. 7 năm rồi. Ủa bây giờ mới ghép dọc mà đã thế này rồi á. Lỗi đau ruột quá đi mất. Chụt ngay cả dưới kia cơ mà.
trượt. Này nó chưa, sao chưa báo trượt? 75 vẫn chưa báo nhỉ? Chưa. Thế bao giờ kết thúc bài thi nó mới báo trượt? Bài thi dừng xe chỗ có đường sắt. Trừ khi là lúc mà trượt hẳn nó ấy. Ừ. Ví dụ như là 50 rồi. Chưa đến vị trí. Chết máy. Khỏi đi nữa. Sao sẽ đi giày, không đi trong đan nữa. Thực ra nó không chân. Phải là do bài thi tiếp theo. Bài thi thay đổi cái số. Đa số cái ở đây đấy thì nó đều có một cái là gì nhỉ? Côn nó khá cứng, là chỉ có 1-2 cm là côn ok thôi. Côn nó rất cứng, côn khá này, cứng anh ạ. Côn con này sâu quá. Côn rất cứng. Rất là nặng. Em đạp lấy này không được. Sao tao biết? Bỏ hết, đạp mạnh, thấp hết. Chưa đủ đâu, ôi cà phanh nhỏ này. Rồi. Chưa có bản khẩn cấp ở đây. Lên trên kia sẽ có bản khẩn cấp. Sắp rồi, trên này. Lên trên đây sẽ có bản khẩn cấp. Chắc chắn chỗ này luôn á. Em chuẩn bị em. Cột đèn kia đúng không? Cái cột rẽ kìa. Chắc chắn chỗ này luôn. Các bạn để ý nhá, chữ D đã nhảy rồi có nghĩa là chắc chắn là khẩn cấp về ở đây nhá. Chữ D nào này? Chữ D này anh? À. À nó báo à? Nó báo từ trước à? Ôi giời ơi, bạn nữ này tuyệt vời quá. Khẩn cấp phải xử lý như thế. Bạn khẩn cấp quá. Không tuân thủ đúng bạn tín hiệu khẩn cấp. Chưa hết. Chưa tít. Như vào bao giờ tít xong thì mới được. Như tớ lấy đây. Ờ, ra thế. Bài thi tiếp theo. Em thấy nó kêu xong rồi gì? Không. Bao giờ phải tít xong. Tức là nó nhận bài nào ok đã xong rồi mới bấm thì mới được. Nhưng mà tớ chẳng mất 10 điểm đấy đây. Ok, xe này ok. Ok thì lên chung 2. Chung nào cũng được, tập đi, không đến lúc cái hôm đấy là không có lên chung 2, chung 1 đâu. Chung nào cũng như chung nào. Đến cái hôm thi nhiều khi chẳng ai cứ chờ nhau đến lúc hết giờ. Kinh nghiệm gì nhỉ? Phải tập cả 3 chuồng. Đang định bổ sao có cái vạch của em anh lại che mất. Nữa, chưa được đâu, nữa, lùi nó đây. Lùi nữa, đó, ok, phanh. Đúng rồi, góc rồi. Giữa cái góc quá. Ok, phanh. Đánh hết, rồi. Nhìn nha, bánh xe đè vạch. Sao thế, phải để ý nhỉ? Ra đi. Phải để ý. Lùi quá rồi. Phải để ý ạ. Tại vì em đã thấy nhìn thấy nó đè vạch đâu mà sao nó bỏ em đè vạch. Bánh xe đè vạch. Bởi vì cái con nhát vào là bạn phải dừng được ngay đó, không thì là nó quá. Thế nên đến lý do tại sao bạn phải để ý bên đây. Bên đây bánh như thế nào. Ok. Thôi giờ chả cần nữa, giờ ra được rồi. Thôi cứ vào đi, đằng nào tập nốt đi. Trong quá trình ấy thì mình cứ tập nốt đi. Mình vào cho nó ngon lành đi. Bánh xe đè vạch. Ôi sao nó vẫn đè vậy? Bánh này đè vạch còn gì nữa? Bánh xe đè vạch. Đè vạch là đúng rồi, gì nữa mà nhìn đi. Em nhìn nó có đè không sao? Đè trắng rồi đi.
Đè bánh trước, bánh sau không thì à? Bánh trước. Con xe này sang cái này mà thi mùa hè ấy giờ sớm làm sao? Chẳng có điều hòa chứ. Không có. Không có. Đó, có cái gì? Bài vị trí, bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Nha, còn một cái nữa là trong trường hợp như thế nhá. Bánh xe đèo phải không được, không được ấy. Đùi bỏ đi, đi ra ngoài, coi như kép trai vị trí. Là trừ 20 điểm. Trừ bao điểm ấy? Là trừ 5 điểm thôi. Nhiều người để vào cái bài đây nhá, 95 điểm. Mẹ cứ loay hoay cố cùng hết thời gian. À không ghép cũng được à? Đấy. Không ghép chạy qua được không? Ghép vào đi vào nhưng không ghép đúng, tức là nó không kêu tinh tinh. Ừ. Chẳng hạn như người mình cứ ghép một phát đi vào thôi. Nếu đi đùi sau mà không được thì thôi mình đi ra. Ừ. Thì nó chỉ trừ 5 điểm thôi. À. Nhưng mà đừng để bánh xe để vạch, muốn là bánh xe để vạch thì nó sẽ trừ thêm 5 điểm nữa. Đã đè vào chẳng hạn như nhỏ mình vào, mình vào chuồng mà lỗi là nó báo đỏ, là ý là mình đi luôn được đúng không? Đi mời bạn đưa xe về nơi đỗ. Vượt đèn đỏ là trừ hết nhiều điểm lắm bên này. 15 điểm. Trừ 10 điểm. Vừa nãy em có 25 điểm nó trừ 10 điểm. Anh ạ, anh trừ còn 4 mấy điểm, 5 mấy điểm đúng không? Em trừ còn 15 điểm luôn. Xuất sắc. Xuất sắc. Trừ hết 100 điểm. Là khỏi đi. Mình cứ 200 điểm là mình đỗ. Ừ, mình cứ 200 điểm là đỗ. Màu thay có sao? Cho em tạo điều kiện à, cái gì nhỉ? Tập xin chan đúng rồi. Dạ nay mà chợt em sao được hay sao có xin chan. Thôi rồi, em sẽ đi lại lần nữa.